Ngày 30 tháng 3 nhằm ngày 21 tháng 2 âm lịch tại tu viện Khánh An, quận 12 tiếp tục diễn ra buổi học của khóa đào tạo người dẫn chương trình Phật giáo. Buổi học hôm nay dưới sự chủ giảng của Thượng tọa Thích Tâm Hải, Phó ban truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng biên tập báo Giác ngộ với chủ đề Người dẫn chương trình, cái nhìn từ báo chí và mối liên hệ với báo chí. Trong môn học này, Thượng tọa chia sẻ cho các học viên về những kỹ năng của người MC trong tổ chức sự kiện chương trình Phật giáo, cụ thể là ngôn ngữ, nắm vững nội hàm các khái niệm, lớp ngôn ngữ tu từ Phật giáo, xác minh thông tin, nắm bắt thông điệp cốt lõi, lựa chọn thông tin ngôn ngữ phù hợp. Thượng tọa Thích Tâm Hải đã đào sâu, phân tích một số thuật ngữ hay dùng trong các chương trình Phật giáo, triển khai chi tiết và xác minh rõ ràng về mặt định nghĩa, các khái niệm, mục đích nhằm củng cố kiến thức trên phương diện ngôn ngữ chuyên môn cho các học viên tham dự khóa học. Thượng tọa nhấn mạnh rằng, mỗi sự kiện hoạt động chỉ mang duy nhất một thông điệp. Nếu sử dụng ngôn ngữ không chuẩn xác, thì sẽ không làm nổi bật lên chủ đề của chương trình chúng ta đang thực hiện. Nói đúng, nói chính xác, nói hay là tiêu chuẩn trong việc sử dụng ngôn ngữ đặc trưng khi tổ chức chương trình sự kiện liên quan đến Phật giáo. Nói đúng, tức là tập trung những từ ngữ, thuật ngữ liên quan đến chủ đề chương trình sự kiện đó. Nói chính xác, nghĩa là giải thích bàn bạc, tham khảo các vấn đề xoay quanh đề tài một cách đúng đắn, có luận điểm rõ ràng, có cơ sở khoa học, không trình bày mơ hồ. Nói hay là yếu tố cuối cùng sau khi đáp ứng đầy đủ hai tiêu chuẩn trước, yếu tố nội hàm rất quan trọng của người MC đối với các chương trình chủ đề Phật giáo. Nếu một chương trình không thể trình bày nổi bật được thông điệp, chương trình sự kiện ấy sẽ không được thành tựu trọn vẹn. Thượng tọa chia sẻ một số lưu ý quan trọng đối với vai trò của người dẫn chương trình Phật giáo cần phải tránh, không nói những điều mình không biết, đặt thông tin chưa nắm chắc, không cảm tính, tùy tiện, sử dụng ngôn ngữ trào lộng, khiếm nhã, không lạm dụng ngôn ngữ tu từ, đặc thù và lĩnh vực chuyên môn, không nên ngộ nhận vai trò người dẫn chương trình đồng hóa với chủ thể của sự kiện đang được tổ chức. Cuối cùng, Thượng tọa khẳng định lại chức năng của người dẫn chương trình Phật giáo là nhân vật chủ chốt điều phối nhịp điệu cho toàn bộ nội dung sự kiện. Sử dụng ngôn ngữ đặc trưng để làm phương tiện biểu đạt chính, có trách nhiệm cung cấp thông tin, truyền tải thông điệp một cách cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, chính xác, truyền dẫn cảm xúc đến với đại chúng tham dự và kết nối tất cả dữ liệu thành câu chuyện trọn vẹn theo thông điệp của sự kiện. Buổi chiều cùng ngày, học viên của khóa đào tạo, người dẫn chương trình Phật giáo tiếp tục tham dự môn học kỹ thuật sử dụng ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ hình thể dưới sự hướng dẫn của cựu MC Minh Hương.